Không có những cái tình trạng đó. Oh, are we close already? Yeah. Oh, okay. No, that's fine. Phan Xuân, chào Phạm Trinh. Rồi nó nói là cái vụ án Trịnh Xuân Thanh thì anh ở bên Mỹ, anh cho em hỏi là cái người mà khi bước lên máy bay á là mà trốn như thế thì làm sao anh? Đâu có trốn đâu em. No, em phải qua bên em phải trình passport chứ. Tự bất cứ trên quốc gia nào em đi vô trong airport là đi vô trong sân bay là em phải có giấy thông hành và là passport, em phải trình passport cho người ta chứ. Bất cứ chỗ nào, bất cứ đi qua một cái quốc gia nào, em đi qua Mỹ, qua Mỹ hay bất cứ nào em bước vô trong cái thành phố, cái quốc gia đó là em phải trình cái giấy passport đó. Thí dụ như cái nước nào nó có phải yêu cầu có visa thì phải có visa em mới vô được. Còn không có yêu cầu visa thì em chỉ cần có là passport em vô, rồi nó sẽ check ra, nó verify ra rồi có fingerprint rồi, hoặc là ánh mắt này nọ thì em mới vô được, chứ em không có giấy tờ sao em vô được. Ai nói cái đó vậy? Mà ai nói về cái đó? Cũng cái là thằng, bên... cái thằng Nguyễn Hải bên chống cộng nó bảo là ông Việt Nam qua tận bên Đức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, mà ông Trịnh Xuân Thanh bắt cóc ở chỗ nào, tại sao nó không đưa ra được bằng chứng? Rồi có những cái thằng phản động ở bên đó nó nói là bằng chứng là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh rồi do người này đưa xe, rồi người kia đưa đưa xe, thuê phòng nhà nghỉ rồi này nọ các kiểu, tạc y như thật á. Ồ vậy hả? Vậy là cũng là phản động đó đâu. À. Gọi là phản động á. À. Chứ làm sao để nói mới là cái quy trình của người ta ở bên nước ngoài. Anh ở nước ngoài này anh thấy thì khi mà em mà muốn bất cứ em muốn bắt hay bắt cái chuyện gì bắt thì anh không biết cái giai đoạn bắt, nhưng mà khi mà em muốn mà đi vô trên bước lên máy bay là em phải có vé máy bay chính thức, cái tên của người đó phải trùng hợp trong cái passport. Khi vô em xuất trình cái vé máy bay và passport, người ta sẽ check trước khi vô cái em sẽ, người ta sẽ kiểm tra hai cái đó phải trùng hợp đúng 100%, rồi người ta mới cho em đi vô trong máy bay, chứ đâu phải là dễ rồi mà không có hai cái đó sao mà em vô được. Châu đúng không? Phản động mà nó giết dân Việt Nam hết lần này lần khác đúng không cả nhà? Yeah. Còn cái đó là thì bây giờ anh nói em rồi, nó thích á thì vui thì nó nói, giống như sáng trong bên cái đài của cái hôm nay lúc này anh thất nghiệp nên bởi vì á anh chui vô, anh bắt chước anh Lợi Minh đó, anh vô nhà nào anh cũng chui vô hết á, chui vô livestream chơi vậy đó để cho chúng chửi chơi vậy đó, chứ vui vô 2-3 phút thì thôi dễ chọc mấy que chơi phải không. Nhưng mà anh nói sự đúng, giống như sáng cái thằng này, cũng mấy que đó, nó nói là Việt Nam chưa có làm được một cái chưa làm con ốc nào hết. Nhưng mà anh là dân thầu ở Mỹ mà. Em biết hai cái chợ bán nó gọi là bán vật liệu xây dựng lớn nhất nước Mỹ, gọi là Home Depot với Lowe, là hai cái chợ lớn nhất. Gần 20% những đồ mà Made in Vietnam bán trong hai cái chợ đó là Made in Vietnam không á. Thậm chí những cái quần áo bây giờ nó nói là Việt Nam chưa làm được cái ốc cái tán. Mà hôm qua anh có đi mua một cái máy bơm đó nha, máy bơm nước á, bán bên Mỹ, cái này là nói sự thật, bán bên Mỹ, ở sau lưng á, và mấy cái Vietnam á, rồi mấy cái timer, mấy cái đồ mà, cái đồng hồ mà nó xếp để nước, mà khi mà gắn ngoài vườn ở nước á, gắn nước á, cái đồng hồ mà cái điều đồng hồ báo thức cái khi nào tắt, khi nào mở á, là cũng làm ở bên Việt Nam luôn á, rồi mấy cái ống nước, mấy ống nước mà ống cống làm bằng galvanize, mấy làm ống gang rồi này nọ đó cũng làm ở Việt Nam, không đem qua đây bán đó. Hồi sáng em nói chỉ có không phải là giỏi, em càng ngày người ta phải tân tiến, ăn táo không, đang đi chợ ăn táo không, táo bơm người ta ống này táo Mỹ, em cái này táo Mỹ, cái này táo Mỹ đang đi mua trái cây ăn. Trời ơi, ngon. Ở bên Mỹ thì trái gì cũng có đó. Thôi ship về cho em một cái đi. Nè, cherry cũng có đó. Trời ơi. Anh là khoái ăn trái cây, đi mua trái cây rồi. Ở bên này Thăng Long cũng có đó nha. Nè, nó nói là mấy bao que rồi cho qua que này. Đã nói không có tiền mà ăn thôi. Anh quay camera sau cho họ thấy. Khoan, để anh cho, để Thăng Long, mấy trái Thăng Long ở Việt Nam luôn nè. Đem qua nè, 6 đồng trái. Để anh cho coi nè.
anh ăn cái đó lâu lâu anh có ăn thằng Long đó, hôm qua ông nọ anh có đưa. Ở đây 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 là chợ, chợ là lớn nhất Mỹ luôn nha sếp quay. Đây 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 chả thằng Long. Đây 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 mấy thằng que coi nhá. Ôi trời, biết mấy thằng Nam hả? Dạ 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 dạ, nếu nói là không có, mình dẫn chứng đàng hoàng. À đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, Dragon Fruit. Đây nè, production Việt Nam nè, thấy chưa? Thấy rõ chưa? Có ai chụp hình lại đi. Ờ, bao nhiêu tiền một cái? Cái này hả? Ờ, tờ giác 6, mà đây đây đây, production nè. Bỏ thôi, mới được thôi nhá. Từ từ em chụp lại. Production Việt Nam, thấy chưa? Rồi. Thấy chưa? Rồi rồi, em 6 đồng một trái. À. 6 đồng một trái. 6 đồng một trái. Bắn luôn me luôn nè. Me dốt. Ai ăn me không? 6 đồng một trái là vào bao nhiêu tiền Việt Nam hay hay? À, một trái, này là một hao là 450 gram chừng 2 trái như vậy là 1 ký là khoảng chừng 12 đô. Một ký là 12 đô. Ký là 12 đô. Bởi vì mình nhiều khi mấy anh que đó, là mấy anh que. Mỹ mà em, thằng Long cái Dragon Fruit là mắc lắm. Cái trái này rất là đắt em mà. Em tưởng rẻ hả? Ủa cái đấy là tiền thuế tăng lên. Bởi vì em nói sao ở Việt Nam còn xịt được. No. Em ơi, em là mở một phút bên nước Mỹ em, với lại cái khu của anh, khu Mỹ trắng, khu Mỹ trắng rất là đắt tiền. Ok, em thấy cái trái này không nè? Cái trái này không? Ở Việt Nam bao nhiêu tiền trái? Trái Atiso nè. Cái quả Atiso á. Em có sẵn. Cái này ở Đà Lạt á, cái quả Atiso nè. Ở đây là 6 đồng một trái. 6 đô một trái. Atiso này ở Việt Nam là anh có anh bạn anh Hoàng Đăng ở Việt Nam á, là anh bạn anh đó ở tên Hoàng Đăng, anh ở ngoài Đà Lạt anh nói một cái này 10.000 ký. Mà ở bên Mỹ là một quả như vậy anh mua là 3 đô. À, có nếu mà có membership nó không membership thì bán 6 đồng một trái, mà có membership là có cái thẻ đó, có ấy chung đó là à, nó bán là ấy nhiều lắm, nhiều sản phẩm ở Việt Nam đem sang lắm em à. Tại vì mấy người tự nhiên không có tiền ăn thôi, có tiền tha hồ em, em hiểu không? Nhưng mà người ta bảo là ở bên Mỹ nó không đánh thuế, tại vì ở Việt Nam đánh thuế nặng thôi chứ ở bên Mỹ không đánh thuế. Mà bây giờ cái trái thanh long là từ Việt Nam là có một. Anh xin cắt. No, anh xin lỗi. Cái đó ba lắp ba sàm nha, thằng nào nói bên Mỹ nó không đánh thuế. Ai nói bên Mỹ nó không đánh thuế? Mấy người comment ngày hôm qua, lúc nào em chụp lại cái màn hình để cho anh xem. Anh xin lỗi cái bàn anh xin lỗi mọi người, anh xin lỗi cái mạng cái trong nhà anh nha, trên nhà anh nha. Mấy thằng ba làng mấy nó là mấy nó sầm lờ đó. Mỹ mà cái gì không đánh thuế, nói gì không đánh thuế 11% à. Cái vùng của anh ở là 11% à. Một lát anh mua xong anh sẽ bỏ lên trên anh đó, anh bỏ lên cho em coi. 11% à. Trời ơi sao đây. Mà mắc dữ vậy trời. Nè cà chua nè, cái này có chất bảo quản không anh, mà sao nó cứ tươi lâu vậy? Cái này có tươi anh, tự vì cái này là organic, tự vì cái chỗ này là organic, là cái này là không phân bón phân gì hết, cái đặc biệt hết. À. Tự vì anh nói em nghe, ở bên này á, có tiền á, là tụi anh ăn cái kiểu đó mà. Hành tây á, này hành tây nè, 2 đồng rưỡi nửa ký lô, 450 gram. Là 1 ký này á, là khoảng chừng 6 đô la hành tây á. Đó, em thấy không? Hành đỏ. Trời ơi. Còn bơ nè, bơ một bịch như vậy á, là 4 trái này là 6 đô, thấy chưa? Ở Việt Nam mà 6 đô cho em mua cả xe ba gác đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Thì bởi vậy anh nói là tùy theo em. Bởi vì Thăng Long cũng vậy hay cái gì cũng vậy, mình phải rất là nhiều đồ Mỹ, có rất là nhiều, rồi có dừa rồi người ta nhập sang đây rất là đủ loại. Nhiều lắm. Trời ơi. Vậy là người ta nhiều lắm. Giống như này nè em thấy không? Một cái này là không. Cái này là cái quả gì gọi là Việt Nam mình gọi là cái gì? Cái gì đó? Cái gì mà đỏ đỏ đó? Hành đỏ. Beet á. Không phải beet, cái mà nấu súp á. Cái gì ơi là cái gì? Hay nấu súp lagu đồ á. Beet á. Em nhìn không có rõ. Cái này nè, cái mà cái đỏ đỏ đó.
Củ dền, đúng rồi, củ dền. ba đồng rưỡi, 450 gram, củ dền là củ dền đó. Ơi, sao mà mắc dữ vậy trời? Đây không này là ở mát. Việt Nam rau hữu cơ ở Việt Nam chỉ có 20k một ký là 20k là vào 1.5 đồng à? 20k vậy là hả? Vào cho được 1 đồng. À? Chanh thấy không, thấy chanh không, chanh đỏ không, chanh này chanh vàng nè, một trái là một đô á, một đô là vào 20 mấy nghìn tiền Việt Nam. Dạ, yeah, còn chanh xanh thì 2 trái 1 đồng, chanh xanh này nè, thấy không? Ôi, 2 trái 1 đồng. Đó bà con thấy chưa? Ai nói không đánh thuế? Cái gì cũng có đó, bất cứ cái gì cũng có đó, dưa leo cái gì cũng có, nhưng mà phải đi làm, phải đi lao động mới có tiền ăn, chứ còn ăn trợ cấp thì đâu ăn này nổi. Ăn tiền trợ cấp một tháng được bao nhiêu anh? Ăn tiền trợ cấp một tháng em anh xin lỗi nha, cả đời anh ở bên Mỹ chưa biết cái đó là cái gì nên em đừng hỏi anh. Anh đóng thuế để cho những người trợ cấp ăn thôi à, chứ anh không biết. Em vỗ tay làm gì em? Cái đó là nói sự thật mà. Thì cái đó em nói chuyện sự thật. Cái đó anh đóng thuế để cho những người trợ cấp không? À. Dạ. Yeah. Tại vì cái đó một năm trung bình là một người ăn trợ cấp đó với lại tiền tiền trả tiền mặt với lại tiền mua giấy mua đồ ăn với lại tiền viện phí là khoảng chừng 35.000 đô la một năm. Thì em tính đi, tụi anh phải đóng từ 25-30% tiền thuế. Những cái 1 đồng lương, thí dụ 1 đồng tụi anh đóng ra, 1 đồng anh sản xuất ra, mà anh làm ra 1 đồng thì anh phải đóng khoảng chừng 25 cent tiền thuế. Anh mang về được có 75 cent thôi. Từ cái thuế đó là sau này là anh khi về già là anh sẽ được ăn tiền, anh sẽ lấy cái tiền nó ra. Anh sẽ được cái một phần đó của anh ra, rồi một số tiền của thuế đó anh đóng á sẽ giúp cho những người ăn trợ cấp, những người nghèo. Họ đủ thuế, đứng thứ trong đó đó. Em hiểu không? Thì bởi vì nhiều khi nói về sự thật thì một số người không có được vui. Người ta sẽ bực mình. Đâu, người ta nói là anh bưng bô. Thì nhưng mà không sao, chuyện đời mà ai muốn nói bây giờ anh học được à, anh có rất là nhiều người lời khuyên của bạn bè nói là không có buồn, anh buồn mấy anh buồn giống như hôm qua anh nhắn tin em nhớ không, nói buồn nhưng mà giờ không buồn nữa, tại vì ở trên đời giờ ai muốn nói gì nói đúng không? Đúng rồi. Đó. Chiều bây giờ là 6 giờ chiều, 6 giờ chiều nè. À. 6 giờ chiều đó, nhìn xếp hàng vô nè, anh mua cái này như cái này mình ăn như đó đó, ăn hết mai mua tiếp cho tươi. Đúng rồi em, chứ tụi món này mua cũng hơi đắt tiền mà em ăn em để không ấy, bỏ tiền mình dư thì mình gửi mình giúp đỡ những người nghèo chứ đâu phải là mình phí phạm đó em. Nè. Anh rất là quý đồng tiền em, rất là quý đồng tiền. Mình làm ra đồng tiền thì quý đồng tiền, cho nên là mình, yeah, thì mình cho thôi. Dạ. Yeah. Ai cũng quý tiền. Dạ, đúng rồi. Tại vì nhiều khi những người mà họ chán cái chế độ cộng sản rồi họ nói ra cái gì thở cái là họ nói. Anh em đọc comment cho này. À, đừng buồn nữa. Mai Dương nhắn anh là đừng buồn nữa. Anh có bị 10 thằng chống cộng ghét thì được 10 triệu người Việt Nam quý mến anh. Nó ăn không? Anh rất là cảm ơn những cái chuyện đó, rất là khuyên, nhưng mà chỉ có cái là giống như là mình, anh nói thật với em nha, anh ở Mỹ 24/24, anh lên trên này chủ yếu là chơi với lại bạn bè, với lại anh nói giống như là em biết anh nói là anh rất ghét những cái người mà nói bậy, anh chỉ nói là những người là xuyên tạc đất nước, nói chuyện không đúng là anh nói lại thôi. Anh sống rất là hiên ngang, anh ra ngoài đường này nọ anh không có trốn. Anh ra khu Việt Nam cũng vậy, anh đội nón cối vô, anh đi mua bánh mì, anh cũng đâu có sợ ai. Tại vì là anh có tiền, anh mua, anh đội, nước Mỹ bán, anh đóng thuế. Nên không có cái người nào mà được quyền cấm cản hết á. Tại vì tự do ngôn luận,
người ta biết chống đối, người ta đi biểu tình bên này, không ai nói người ta, mà tới phiên anh đội vô, người ta cũng không được quyền nói. Miễn sao là anh không có chống đối cộng đồng người ta thôi. Vậy nói chung là đèn ai nấy sáng. Em biết rồi, ông sao tên gì, đen đen giống dân miền Tây hả? Không, anh ấy ở Mỹ nha. Không, tôi là nửa người Hawaii, tôi là nửa người Mỹ trắng, ông anh nửa người Hawaii, nửa Việt Nam. Ba tôi là người Hawaii, là người Mỹ á. Tôi thì sinh ở bên đảo Guam á. Ở Guam là ngay chỗ đó là chuyên môn dạy máy bay quân sự của Mỹ hồi xưa. Tôi là Ngụy á. Nhưng mà tôi không có nghĩ về cái chuyện chống đối. Hiểu không? Nên đừng có suy nghĩ mà cái chuyện tôi ở nước Mỹ thì lúc nào cũng vậy, tôi nói yêu Việt Nam cái gì, nhưng mà tôi ở nước Mỹ thì tôi đi theo nước Mỹ thôi. Còn tôi chỉ nói những sự thật, những anh chàng nào mà bao que hay là xỏ lá gì đó mà nói sai về đất nước thì tôi nói lại thôi. Mấy anh đó cũng hơi buồn tôi, nhưng mà buồn thì cũng sorry, tại vì mà nói những sự thật thôi. Hiểu không? Đúng. Còn rồi, mà thì cũng phải là sự thật, mà mình thấy sự thật mình không nói á là mình rất là khó chịu anh ạ. Khó chịu luôn chứ. Là một người chính nghĩa mà thấy sự thật mà không nói lên được, tức lắm, chịu không nổi. Cái này không phải là mình gọi là chính nghĩa em. Cái này mình chỉ nói là đúng và sai. Lên trên cái mạng này á là mình chỉ nói cho những cái là sự thật thôi. Chứ mình nói 73 lên trên này cả hàng triệu người coi, người ta nói mình, tôi nói là ba làng nữa, đúng không? Hả? Anh quay lại cái siêu thị ở Mỹ cho mọi người coi đi. Ôi, trời ơi, nó lớn lắm em ơi. Nó lớn lắm, em đi bộ vòng vòng những hồ đô Việt Nam. Có chỗ trái cây anh cho em coi nè, em thấy không? Nó nổi mà trái cây không mà nè, trái này nè. Ở Việt Nam ship qua đó nha, $6 một trái đó. Thích thì phải ăn thôi, chứ bây giờ đắt với lại đỏ gì phải chịu thôi, đúng không? Nhưng mà nhiều cái là mấy thì bởi vì nhiều khi người ta ăn trợ cấp, mấy người mà ăn welfare đoạn trợ cấp người ta không có đủ tiền, người ta không ấy nên người ta thích cái nói tầm bậy tầm bạ lên đó. Còn mình thì mình làm, mình đi làm. Anh cho em hỏi là cái danh từ welfare là cái gì mà em muốn hiểu? Welfare là cái tiền đó, tiền trợ cấp á em. À, gọi là welfare. Yeah, welfare là có nghĩa là tiền trợ cấp. Hay sao? Phải là cái tiền trợ cấp. Mình xin chào mọi người nha. Mình xin chào mọi người nha. Mình không có thể là mình chào từng người nha. Tụi mình cũng không biết. Mình chỉ xin chào mọi người thôi. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ nha.